mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phóng sự điều tra chuyện dài kỳ Hồng Nhan Đa Chuân kỳ 41-42, tác giả Nguyễn Như Phong. Thiệu hỏi: Thế mà có người cho chúng tôi biết là Trần Văn Quý hay dùng chị làm bùa giải đen lắm. Diệu Linh ngạc nhiên: Anh bảo bùa giải đen là thế nào? Tôi không hiểu, làm sao tôi có thể trở thành một lá bùa trong tay người khác được? Thiệu nói: Chị nhớ lại đi, có lần nào nửa đêm anh ta gọi chị đến khách sạn không? Diệu Linh đỏ như mặt, xấu hổ: Có. Thiệu hỏi: Đấy, anh ta dùng chị làm bùa giải đen là những lần như thế đấy, chị có nhớ là bao nhiêu lần không? Diệu Linh nhún vai: Hình như có một lần. Thiệu hỏi vặn: Một lần hay nhiều lần? Diệu Linh nói: Tôi chỉ nhớ được một lần, còn những lần khác hình như có, nhưng tôi không nhớ cụ thể. Diệu Linh nói tiếp như van xin: Tôi xin anh đấy, chuyện này anh đừng ghi vào bản cung. Thiệu đưa cho Diệu Linh bản cung vừa ghi xong và nói: Tôi không ghi điều này vào bản cung, nhưng chúng tôi phải biết thực chất con người này là thế nào. Tôi nói để chị rõ nhé, Quý là một tay rất máu cờ bạc, có những lần chơi bạc đã thua khoảng 3 tỷ một đêm, còn cá độ bóng đá thì có những lần thua cả hơn triệu đô la. Những lần chơi bạc ở khách sạn, nếu Quý thua đau thì thường gọi gái đến để giải đen. Nhân viên bảo vệ ở khách sạn đã có những lần phải ra Hồ Thiền Quang tìm gái điếm về cho Quý giải đen đấy. Diệu Linh dùng mình sợ hãi: Đúng là vậy thì sợ quá. Thiệu cười đau khổ: Các cô là những người vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Nhưng thôi, chuyện đó ta không bàn ở đây. Thế còn Quý mang cô ra làm vật cá độ, cô có biết không? Diệu Linh lắc đầu: Thưa anh, tôi không biết. Một lần khác, Diệu Linh bị phòng cảnh sát kinh tế gọi lên hỏi. Thường là anh trung tá, phó phòng cảnh sát kinh tế trực tiếp hỏi cung Diệu Linh. Có một lần anh hỏi: Cô Linh à, chúng tôi rất không muốn tin rằng cô có vai trò đắc lực trong việc giúp Trần Văn Quý bán một số lô đất nền khi chưa đủ thủ tục giấy tờ, hay nói một cách khác ngắn gọn là giúp Trần Văn Quý bán nhà trên giấy. Tuy nhiên, với chúng tôi thì án tại hồ sơ có những điều chúng tôi tin nhưng không có chứng cứ, không đủ hồ sơ minh chứng hành vi phạm tội của đối tượng thì cũng chẳng làm gì được. Nhưng ngược lại, có những điều chúng tôi không muốn tin. Như cô chẳng hạn, chúng tôi không muốn tin rằng cô có vai trò gì. Chúng tôi thấy cô rất trẻ, cô chẳng hiểu gì về thương trường, về cuộc đời cả. Cô yêu một tay lắm tiền, nhiều của và dùng tiền để mua cô. Trong thời buổi này thì chúng tôi thấy là bình thường, mặc dù không muốn tin, nhưng hồ sơ thể hiện thì chúng tôi có muốn bác đi cũng không được. Diệu Linh nói: Dạ vâng, có điều gì thì anh cứ nói. Anh trung tá đang vui vẻ chợt nghiêm nét mặt và nhìn như xoáy vào mắt Linh. Ánh mắt vừa như đay nẹt, vừa có ý thể hiện: Này cô đừng có giấu, chúng tôi biết cả rồi. Cô khôn ngoan thì hãy khai thật ra đi. Ánh mắt của anh trung tá làm Diệu Linh sợ hãi. Anh trung tá hỏi: Cô trực tiếp giới thiệu vận động bao nhiêu người mua đất nền của Quý ở dự án khu đô thị trên giấy Bradisa? Diệu Linh cúi đầu, hình như cũng chỉ có 3 hay 4 người gì đó, trong đó có vợ của hai ông thứ trưởng, một ông phó tổng cục trưởng và một ông phó chủ tịch. Anh trung tá gật đầu: Ngoài ra còn trường hợp nào nữa? Diệu Linh lắc đầu: Theo tôi nhớ thì không còn trường hợp nào. Anh trung tá hỏi: 4 trường hợp kia thì cô giới thiệu theo cách nào? Diệu Linh trả lời: Thưa anh, 4 trường hợp ấy nếu nói là tôi giới thiệu thì cũng không đúng. Thực ra là họ tự tìm đến với chúng tôi. Anh biết đấy, với các dự án bất động sản thì khi phân lô bán nền, các công ty phải dành một số lô để đối ngoại. Hầu như đơn vị nào cũng phải làm như thế. Nhưng trong trường hợp này, 4 người đó đã đặt vấn đề trước với anh Quý rồi. Tôi chỉ gọi điện thoại bảo họ mang tiền đến nộp thôi. Anh trung tá cười: Thế à, vậy mà bây giờ người ta nói rằng vì họ tin là cô là hoa hậu, là người làm ăn đứng đắn
nên đã bỏ tiền vào. Bây giờ thì họ mất trắng số tiền đó. Cũng có người yêu cầu chúng tôi phải làm rõ vai trò của cô trong việc giúp Trần Văn Quý lừa đảo. Diệu Linh nói: Vâng, các anh cứ làm rõ thôi, sự thật chỉ có như vậy. Anh trung tá cười buồn: Cũng có những người viết thư cho chúng tôi và nói rằng cô còn rất trẻ nhưng danh mãnh, thủ đoạn lắm. Chính vì thế mà cô đã lừa được người ta nộp tiền cho dự án. Linh hỏi ngược lại: Anh tin lời họ chứ? Anh trung tá khẽ nhún vai: Tôi không tin, nhưng họ có giấy trắng mực đen. Thôi, việc hôm nay cứ dừng ở đây. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần hợp tác của cô trong thời gian qua. Cô cứ yên tâm, cái thật không thể là giả và cái giả không thể là thật được. Vậy nên những gì cô làm thì tự cô sẽ biết. Diệu Linh nói run run: Anh à, liệu em có phải ra tòa không? Anh trung tá nói chắc chắn: Tôi nghĩ rằng chắc là phải ra, chỉ ít thì với tư cách là nhân chứng, là người có liên quan, ở công ty cũng sẽ có nhiều người ra tòa cùng Trần Văn Quý, chứ không chỉ riêng mình cô đâu. Bẵng đi ít ngày, một hôm Diệu Linh được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố gọi lên. Một anh cán bộ Viện Kiểm sát và một cán bộ cảnh sát điều tra tiếp Diệu Linh. Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói: Cơ quan công an vừa hoàn tất kết luận điều tra về vụ Trần Văn Quý phạm các tội lừa đảo, cố ý làm trái các quy định về quản lý đất đai của nhà nước, tổ chức cờ bạc và tổ chức giết người. Trong kết luận điều tra đó có phần liên quan đến cô. Cô hãy đọc và xem có ý kiến gì khác không. Diệu Linh run bần bật lấy khăn thấm mồ hôi. Nhận thấy vẻ sợ hãi của Diệu Linh, anh cảnh sát rót cho cô một cốc nước. Em uống nước đi cho bình tĩnh. Anh nghĩ rằng kết luận điều tra này cũng đã rất công tâm. Diệu Linh đọc kết luận điều tra. Trong phần của cô có ghi rõ Trần Văn Quý đã lợi dụng Vũ Thị Diệu Linh là Hoa hậu Người đẹp Việt năm 1999. Quý đã dùng tiền, ô tô, nhà cửa để mua chuộc Diệu Linh. Khi công ty đã đứng bên bờ vực, Trần Văn Quý đã đưa Diệu Linh lên làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại, rồi chuyển sang Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và muốn dùng cái danh Hoa hậu của Diệu Linh để vận động mọi người đến mua nhà trên giấy. Tuy nhiên, Vũ Thị Diệu Linh đã cảnh giác và được sự tư vấn của luật sư Hảo nên không ký, không tham gia vào việc bán các lô đất nền ấy. Có một số trường hợp Diệu Linh ký, nhưng đó là đất mà Trần Văn Quý dành cho việc đối ngoại. Do đó, mặc dù chị Vũ Thị Diệu Linh đã ký, nhưng qua xem xét, có thể thấy Diệu Linh không phải chịu trách nhiệm về việc này. Đọc xong bản kết luận, Diệu Linh như chút được gánh nặng, bởi lẽ hầu như cô không có lỗi gì trong vụ việc này. Chờ cho Diệu Linh đọc xong, anh cán bộ Viện Kiểm sát nói: Cô thấy thế nào? Kết luận điều tra này đã thỏa đáng chưa? Diệu Linh cúi đầu: Dạ, em thấy kết luận điều tra thế này là đúng ạ. Nhưng hình như anh cán bộ Viện Kiểm sát không để ý đến sắc mặt tái đi của cô và vẫn nói như thể nói với ai đó: Trong chuyện này cô cũng là người đáng trách. Tôi không hiểu tại sao các cô gái bây giờ lại dễ dàng trao thân gửi phận cho đám đàn ông như thế. Một người đã thành danh như cô, cuối cùng chỉ vì chút vật chất nhỏ nhoi mà làm tổn hại danh tiếng. Những lời nói thùng thẳng của anh cán bộ Viện Kiểm sát như dao cứa vào trái tim Diệu Linh. Diệu Linh bỗng dưng như nổi điên, cô đập bàn và lớn tiếng: Thôi được rồi, các anh không phải lên lớp dạy đời tôi nữa. Tôi có thân thì tôi lo, tôi chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Anh cảnh sát nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt lạ lùng. Tất nhiên là thân cô phải lo. Chúng tôi chỉ tiếc là lẽ ra cô không phải như thế này. Chúng tôi đã làm hết mức để cô bớt trách nhiệm và bớt bị nhục nhã. Cô nên hiểu điều đó. Còn bây giờ thì tùy cô, mấy hôm nữa tòa xét xử, cô là nhân chứng bắt buộc đấy. Diệu Linh hỏi: Tôi phải ra tòa? Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói: Nếu cô không phải ra tòa thì chúng tôi mời cô đến đây đưa cô đọc kết luận điều tra làm gì. Cô là người có liên quan, là nhân chứng bắt buộc phải có mặt. Diệu Linh nói như khiêu khích: Nếu như tôi là nhân chứng mà tôi bận và không đến được thì làm sao? Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói: Cô Linh ạ, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm đúng pháp lý và đạo lý. Trong việc này, phần đạo lý, phần chữ tình có vẻ đã nhiều hơn phần lý. Tùy cô nghĩ thôi, mong cô đừng đùa với pháp luật.
Ánh mắt của anh cán bộ viện kiểm sát như đen nẹt. Diệu Linh thấy trong đó có một sự khó chịu. Cô bắt đầu cảm thấy mình giải. Diệu Linh xuống nước. Vâng, tôi sẽ cố đến dự phiên tòa. Anh cán bộ viện kiểm sát nói lại. Không phải là cố đến dự phiên tòa, mà là buộc cô phải có mặt trong phiên tòa đó. Nếu cô không đến, thì cơ quan công an sẽ có lệnh áp giải cô. Hôm nay, cô đã nói như vậy thì chúng tôi cảm thấy cô không coi những lời chúng tôi nói ra gì cả. Có thể cô sẽ lấy lý do bận, đi nghỉ mát, đi chơi để vắng mặt ở phiên tòa. Nhưng tôi nhắc lại, đây là phiên tòa mà cô là người bắt buộc phải có mặt. Cô không có mặt thì phiên tòa sẽ phải hoãn. Thế nên, ngay từ bây giờ, tôi đề nghị đồng chí công an có biện pháp để buộc cô Diệu Linh phải có mặt ở phiên tòa. Anh cán bộ viện kiểm sát bắt đầu nổi nóng. Trước mắt, tôi đề nghị đồng chí làm ngay văn bản, đề nghị cơ quan xuất nhập cảnh có lệnh cấm xuất nhập cảnh đối với cô Diệu Linh. Thứ hai là ngay chiều nay, chúng ta sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn và cấm cô Diệu Linh đi khỏi nơi cư trú. Hàng ngày, cô Diệu Linh phải có mặt ở công an phường 2 lần, còn bao giờ thay đổi biện pháp ngăn chặn thì lúc ấy tính sau. Diệu Linh vội vàng năn nỉ. Dạ, em hứa với các anh là em sẽ có mặt tại phiên tòa. Anh cán bộ viện kiểm sát đứng phát dậy. Bây giờ thì tôi không tin được cô nữa. Thôi, mời cô về. Anh quay sang nói với anh cán bộ cảnh sát điều tra. Tôi đề nghị đồng chí làm ngay mấy việc đó. Chúng tôi sẽ làm văn bản đề xuất với lãnh đạo về việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với cô Diệu Linh. Nói xong anh ta bỏ đi luôn. Còn lại Diệu Linh và anh cảnh sát điều tra. Anh cảnh sát ngồi thử ra, các cô đúng là trẻ người non dạ, cậy mình có chút tài, chút nhan sắc, không coi pháp luật ra gì cả, cô làm chúng tôi thấy thất vọng đấy. Nói xong, anh cảnh sát điều tra cũng bỏ đi luôn. Diệu Linh thất thểu ra về, quả nhiên, chiều hôm đó cán bộ viện kiểm sát và công an đến nhà đọc lệnh cấm Diệu Linh đi khỏi nơi cư trú và phải có mặt ở phiên tòa xét xử với tư cách là nhân chứng bắt buộc. Diệu Linh nghiến răng ký vào quyết định của viện kiểm sát. Lúc này đầu óc Diệu Linh muốn nổ tung ra. Khi mọi người về hết, Diệu Linh quay vào nhà thì thấy một anh công an đang nói chuyện với mẹ cô. Cái Linh nó dại quá cô ạ. Sáng nay viện kiểm sát mời nó đến để đưa cáo trạng, mà trong đó giữa công an và viện kiểm sát đã thống nhất với nhau là gạt hết trách nhiệm của nó ra. Họ đã viết bằng ngôn từ rất nhẹ nhàng để khỏi ảnh hưởng đến danh dự của nó. Thế mà nó có nghe đâu. Nó đến và lại còn thách thức người ta. Nó nói rằng nó không dự phiên tòa thì làm sao? Mà chỉ còn vài ngày nữa là tòa xử rồi. Thách thức như thế thì cơ quan luật pháp nào chịu được? Thế nên người ta buộc phải làm thế này. Bà Thường ngồi thử ra. Cảm ơn anh nhiều, tôi hiểu. Con bé này hỏng mất rồi. Thế là chúng tôi mất con thật rồi. Rồi bà lảo đảo đi lên gác. Mấy ngày sau phiên tòa được diễn ra. Chiều hôm trước khi tòa xử, anh công an khu vực đến gặp Diệu Linh. Cô Linh này, ngày mai cô nhớ đến phiên tòa đấy nhé. Diệu Ninh nói cấm cẩn. Vâng, tôi nhớ rồi, các anh nhắc nhiều quá. Anh cảnh sát cười. À thì cứ nhắc, có hơn. Không nhỡ mai cô quên thì người ta lại hỏi tôi tại sao không nhắc. Cuối cùng thành ra lỗi lại tại tôi. Diệu Linh buông lời đùa cợt. Nếu ngày mai tôi không đến thì như thế nào? Anh cảnh sát nói thủng thẳng. Cô không đến thì phải có lý do. Diệu Linh nói, ví dụ tôi ốm. Anh cảnh sát trả lời, thì phải có giám định là cô ốm không đến được. Nếu cô ốm mà vẫn đến dự phiên tòa thì sẽ có người dìu cô. Cô không đến được thì người ta sẽ đặt cô lên băng ca, chở cô đến phiên tòa, không chỉ vì cái ốm của cô mà phiên tòa phải hoãn. Diệu Linh lại hỏi, thế còn nếu tôi bỏ trốn không đến dự phiên tòa thì sao? Anh cảnh sát nhìn vào mặt Diệu Linh, thế thì cô em là đã ngu hết phần người khác. Nói xong anh ta đi luôn. Khi Diệu Linh có mặt ở tòa, hàng loạt ống kính máy ảnh, máy quay phim chĩa vào cô. Đến lúc này, Diệu Linh cảm thấy không còn gì để mất, không còn gì để xấu hổ nữa. Với thái độ phong cách bất cần, thậm chí có phần nhăng nháo, Diệu Linh ngân ngang đi vào phòng xử. Bà Thường theo dõi ở nhà qua tivi và thấy thái độ của con gái trước tòa như thế thì khóc tưởng như muốn ngất đi được. Ông Tường vội vàng tắt tivi và an ủi vợ. Bà Thường lầm vật ra, mặt bà tái nhợt, run lẩy bẩy mồ hôi vã ra. Ông Tường vội vàng gọi xe cấp cứu đến và đưa bà Thường vào viện.
vào đến viện, các bác sĩ xác định bà Thường bị nghẽn động mạch vành do một cơn xúc động quá mạnh. Sau khi các bác sĩ hội chẩn xong, họ mời ông Tường vào và nói: "Anh ạ, tình hình của chị ấy rất không tốt. Một nhánh động mạch của chị ấy bị tắc. Bây giờ chỉ có cách đặt ống stent để nong ra. Việc này nên làm càng nhanh càng tốt." Ông Tường run run hỏi: "Đặt ống như thế nào, có hết nhiều tiền không anh?" Bác sĩ nói: "Cũng tốn đấy bác ạ. Bác gái có bảo hiểm thì cũng đỡ, nhưng tiền bảo hiểm chỉ chi trả được một phần nào thôi, gia đình vẫn phải thêm." Ông Tường hỏi: "Vậy phải thêm bao nhiêu?" Bác sĩ nói: "Khoảng 15.000 đô la nữa." Ông Tường choáng váng và nghĩ lấy đâu ra 15.000 đô la bây giờ, nhưng ông vẫn quyết luôn: "Vâng, các anh đặt luôn cho nhà tôi." Ông Tường chạy về nhà trong lúc phiên tòa vẫn xét xử. Ông nhặt nhạnh tất cả mọi thứ và gọi hai người em ruột đến. Ông nói: "Sao tình hình nhà tôi bây giờ lại lụi bại như thế này? Thằng Quân thì ở tù, con Linh thì đang đứng ở tòa. Bà ấy bây giờ bị tắc động mạch vành, tai họa ập xuống thế này, chẳng biết nhà tôi có chịu nổi không." Ông Tường là em ông Tường hỏi: "Thế bác sĩ định điều trị cho chị như thế nào?" Ông Tường nói: "Họ bảo phải đặt ống stent và hết 15.000 đô la. Nhà tôi bây giờ căng quá, không lấy đâu ra số tiền ấy." Người em thứ ba của ông Tường là ông Thường nói: "15.000 đô hả? Em có quyển sổ tiết kiệm 400 triệu, chưa đến hạn, nhưng thôi, để em về rút ra cho anh." Ông Tường nói: "Thế à? Nhưng thôi đừng rút, rút sớm thì lại không có lãi. 15.000 đô ấy anh cứ để em về lấy tiền cho anh luôn bây giờ." Ông Tường áy náy: "Cảm ơn hai chú quá, kinh tế nhà tôi bây giờ khó khăn quá." Ông Tường nói: "Lúc này anh cứ nói lằng nhằng thế làm gì, bây giờ cứu người đã, chuyện tiền nong tính sau. Em đã nói rồi, từ trước đến nay thì em không cho anh em trong nhà vay, đây là em có, em giúp anh chị, anh không phải băn khoăn chuyện ấy nhé." Sự giúp đỡ của hai người em khiến ông Tường như chút được một gánh nặng. Ông Thường nói: "Lúc nãy em vừa xem tivi, thấy con Linh phải ra tòa, liệu tòa có kết án nó không?" Ông Tường nói: "Tôi đọc cáo trạng thì không thấy con Linh bị kết án, họ chỉ nhắc nhở rút kinh nghiệm thôi, chứ không có mức án gì cả." Ông Thường nói: "Thế thì tốt, nhưng nếu có mức án cho con Linh thì cũng hay đấy." Ông Tường nói: "Chú này hay thật, sao lại có án mà lại hay?" Ông Tường nói: "Cứ phải cho nó một bản án thì nó mới sáng mắt ra. Cậy có một tí sắc đẹp, không chịu học hành, giao du toàn với những đứa chẳng ra gì. Anh thấy đấy, hai thằng người yêu của nó đều có ra gì đâu. Thằng Quang thì lợi dụng nó, còn bây giờ lại là thằng này nữa, toàn bọn đốn mặt. Em nghe là thằng tổng biên tập Vũ cũng vậy, nó cũng định dùng con Linh để kinh doanh đấy." Ông Tường nói: "Thôi thôi, việc này tôi biết rồi, các chú cứ kệ nó." Ông Thường vẫn ấm ức: "Con bé mặt hoa da phấn, đẹp như tiên, bao nhiêu năm ngoan ngoãn học hành giỏi giang, em đi đâu cũng lấy nó ra làm niềm tự hào. Bây giờ đùng một cái, những ngày qua con nhà em cũng bảo không dám vào đọc báo, vì vào tờ báo nào cũng thấy nhắc đến tên chị Linh." Ông Tường ngồi thử ra hồi lâu mới nói được: "Tôi lo điều này lắm, không biết bà nhà tôi có chịu đựng nổi cú sốc này không. Bà ấy chỉ xem nó trên tivi mà đã gục ngã ngay. May mà hôm nay tôi ở nhà, nếu không ở nhà thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa." Trưa hôm ấy, phiên tòa tạm nghỉ, Diệu Linh về nhà thì thấy cửa khóa ngoài và có mảnh giấy: "Bố phải vào viện tim mạch, mẹ đang cấp cứu ở đó, con tự lo ăn trưa." Diệu Linh hớt hải chạy vào viện. Khi Diệu Linh tìm được phòng của mẹ thì các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent cho bà Thường. Ông Tường đang ngồi ngoài hành lang. Diệu Linh ngồi thụp xuống, ôm lấy chân bố: "Bố ơi, mẹ thế nào rồi?" Ông Tường nói vô hồn: "Sáng nay lúc con ra tòa, trên tivi có truyền hình trực tiếp, mẹ nhìn thấy cảnh con ở tòa bị xúc động mạnh quá nên đột quỵ, bây giờ đang đặt stent để nong động mạch vành." Diệu Linh úp mặt vào chân bố: "Vậy là con làm hại mẹ rồi." Diệu Linh khóc nức nở. Ông Tường vuốt tóc con gái: "Thôi con ạ, tương lai còn dài, làm việc gì cũng phải biết nghĩ. Các bác sĩ nói sẽ đặt stent xong là mẹ sẽ khỏe thôi."
Diệu Linh giật mình. Con nghe nói đặt stent tốn kém lắm, bố chuẩn bị tiền thế nào? Ông Tưởng nói, nhà làm gì có tiền, thu nhập của bố mẹ có thế nào thì con biết quá rồi còn gì. Đây là tiền của chú Tưởng đưa bố để lo cho mẹ, mọi việc khác thì sau lại tính. Bà Thường được đưa từ trong phòng mổ ra, Diệu Linh chạy theo mẹ nước mắt lã chã. Lúc này bà Thường vẫn chưa biết gì. Đưa bà về phòng xong, ông Tưởng hỏi Diệu Linh, ngày mai con còn phải ra tòa không? Diệu Linh trả lời, dạ, vẫn phải ra bố ạ. Ông Tưởng thở dài, ừ, con cứ phải ra tòa cho nghiêm chỉnh, không người ta lại nghĩ mình chống đối. Trưa hôm đó, anh cảnh sát khu vực đi qua nhà ông Tường và nhìn thấy tấm giấy ở cửa. Anh đọc rồi, hỏi người hàng xóm. Bà Thường làm sao mà phải đi cấp cứu thế? Hàng xóm trả lời, ôi, sáng nay bà ấy bị tắc động mạch vành, ông ấy phải gọi xe cấp cứu. Nghe nói là nguy hiểm lắm, bây giờ đang ở trong viện tim mạch ấy. Anh cảnh sát khu vực vội vàng lấy điện thoại gọi cho chỉ huy, báo cáo anh, mẹ cô Diệu Linh bị cấp cứu ở bệnh viện tim mạch, nghe nói là khó qua khỏi. Không hiểu đầu dây đằng kia nói gì, chỉ thấy anh cảnh sát vâng vâng dạ dạ. Anh quay sang nói với bà hàng xóm nhà ông Tường, cháu gọi điện thoại thì Diệu Linh tắt máy, nếu cô ấy về thì bác nói với cô ấy là cứ ở nhà lo cho mẹ, không phải ra tòa chiều nay nữa, công an sẽ báo cáo với tòa về việc ấy. Diệu Linh mở điện thoại di động ra thì thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ. Cô nhìn thấy số máy của thư ký tòa nên vội gọi lại ngay. Tiếng anh thư ký, có phải cô Diệu Linh đấy không? Diệu Linh trả lời, dạ vâng, em đây ạ. Tiếng anh thư ký tòa án thong thả, chúng tôi được biết tin mẹ cô phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Chúng tôi đã báo cáo với hội đồng thẩm phán và đã được nhất trí là chiều nay cho cô được phép vắng mặt tại phiên tòa. Diệu Linh thở phào nhẹ nhõm, dạ em cảm ơn anh quá. Anh thư ký động viên, thôi cứ lo cho bà cụ đi, chúng tôi cũng sẽ thông báo với tòa tình hình sức khỏe của mẹ cô. Còn việc cô không thể có mặt làm nhân chứng thì chúng tôi cũng đã có cách rồi. Vậy là những ngày tiếp theo Diệu Linh không phải đến tòa nữa. Sau một tuần nằm viện, bà Thường được trở về nhà, nhưng sức khỏe của bà diễn biến rất lạ. Bà quên quên nhớ nhớ, lẫn lộn lung tung. Phiên tòa kết thúc, báo chí lại được một dịp chan tương đổ mẻ vào Diệu Linh. Có tờ báo còn đặt câu hỏi liệu cán bộ tòa có tiêu cực không khi cho phép Diệu Linh vắng mặt với tư cách là nhân chứng bắt buộc. Trần Văn Quý bị kết án 20 năm tù và được đưa đi cải tạo ở trại 5 của Bộ Công an. Vào trại được ít hôm, trong một lần đi lao động ở trên núi, Quý bị rắn cắn. Thay vì đưa Quý đi cấp cứu ngay, đám phạm nhân do rất ghét Quý nên bỏ mặc mãi đến chiều mới đưa Quý về. Khi đó Quý đã bị trụy hô hấp. Cán bộ trại đưa Quý đi cấp cứu nhưng không kịp, tối hôm đó Quý chết. Tin Quý chết 2 ngày sau báo chí đưa, có tờ báo ác mồm nêu lên rằng vía của Diệu Linh cao quá, hai người đàn ông yêu cô đều đã chết. Sức khỏe bà Thường đã có tiến triển tốt hơn, nhưng không hiểu sao bà thành lờn thẩn. Ông Tường ở nhà trông vợ, không dám để vợ ra đường, vì đã có lần bà bị lạc phải nhờ hàng xóm đi tìm mới thấy. Diệu Linh cũng tranh thủ hàng ngày đến làm việc với Mục Miên rồi về trông mẹ. Một hôm Diệu Linh ở nhà và vừa cho bà ăn xong thì bà đòi đi chơi. Diệu Linh nói, mẹ ơi, mẹ cứ ở nhà đã, con đến cơ quan làm một lúc rồi về đưa mẹ đi chơi. Bà Thường nhìn con gái bằng ánh mắt đờ đẫn. Ừ, chị cứ làm đi, chiều về đưa tôi đi công viên. Khi Diệu Linh đi, ông Tường dặn Diệu Linh, con phải khóa cổng cẩn thận nhé, mẹ con bây giờ lẫn lắm rồi, có lẽ nhà mình phải thuê người giúp việc để trông mẹ, bố cứ suốt ngày ngồi gác cửa thế này thì gay quá. Diệu Linh nói, dạ vâng, con sẽ tìm người giúp việc. Khi Diệu Linh phóng xe đến thì Mộc Miên đón cô bằng ánh mắt lo lắng. Thấy sự bất bình thường của Mộc Miên, Diệu Linh hỏi, có chuyện gì mà sao trông chị lo lắng thế?
Mộc Miên kéo Diệu Linh vào phòng pha nước cho cô uống rồi nói: "Hôm nay chị vừa biết một tin là cơ quan an ninh văn hóa tư tưởng nhận được rất nhiều đơn tố cáo về ông Vũ và một số thành viên trong ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu vừa rồi." Diệu Linh hỏi: "Chị có tin từ đâu?" Mộc Miên: "Từ anh Lương, anh ấy làm ở an ninh văn hóa mà, em lạ gì nữa. Người ta gửi đơn đến và kèm theo cả chứng cứ là băng ghi âm, thậm chí là ảnh chụp. Họ sẽ mở cuộc điều tra về cuộc thi Hoa hậu ấy." Diệu Linh nói tự tin: "Em cũng biết những chuyện ấy. Có những đứa phải biếu xén tiền cho ban giám khảo. Mỗi người đi thi đều có những công ty, những đại gia đứng sau. Chị có hãng mỹ phẩm đúng không?" Mộc Miên gật đầu. Diệu Linh nói tiếp: "Em thì có thằng Cha Quang và ông Vũ, tất cả đều phải biếu tiền cho ban giám khảo hết, riêng em thì không." Mộc Miên nói: "Có hai người bị tố nặng nhất, một là Mai Phương, người đẹp bình chọn qua mạng, và hai là Lê, người đẹp thân thiện. Ban giám khảo thì có ông Vũ, bà Huyền và ông Hải bị tố. Cơ quan công an thể nào cũng hỏi đến em đấy." Diệu Linh thở dài: "Khổ thật, sao đời em cứ phải dính tới công an thế này. Đã có 3 lần bị công an gọi lên khai báo rồi." Mộc Miên hỏi: "Sao em lại nói 3 lần thế là sao?" Diệu Linh nói tỉnh bơ: "Lần thứ nhất là vụ thằng Quang chết, họ cũng gọi em lên hỏi mấy lần. Lần thứ hai là vụ thằng Quý, phòng cảnh sát hình sự gọi hỏi, phòng công an kinh tế gọi lên. Thế chẳng là 3 lần còn gì. Nghĩ mà nhục nhã quá, bây giờ lại cơ quan an ninh gọi lên nữa." Mộc Miên an ủi: "Em ơi, hồng nhan đa chân mà." Diệu Linh thở dài: "Chị bảo hồng nhan đa chân, ngày xưa mẹ em dạy em đọc Chinh Phụ Ngâm. Câu đầu tiên là: thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi chân chuyên. Xanh kia thăm thẳm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này." Bây giờ càng ngẫm càng thấy cái câu hồng nhan đa chân sao mà đúng thế. Không biết số kiếp em đến bao giờ mới hết khổ. Mộc Miên lại hỏi: "À em này, tình hình mẹ em thế nào rồi?" Diệu Linh nói: "Mẹ em tim thì ổn định rồi, nhưng bây giờ lại sinh ra lần thần. Ở trong nhà thì cứ ngồi một chỗ, chẳng nói chẳng rằng, thỉnh thoảng lại len lén đi ra đường và chẳng nhớ đường về nữa. Khổ thế chứ." Mộc Miên lấy ra một phong bì và nói: "Hôm trước bác nằm viện, chị lại đi xa nên không đến được. Hôm vừa rồi chị đến thăm bác, chị biếu bác ít tiền để phụ thêm mua thuốc, nhưng bác trai nhất quyết không nhận. Chị ngại quá. Thôi, chị em mình cùng phận cùng cảnh. Chị biết lúc này em cũng chẳng dư giả gì, nhà thì nhiều việc, em cầm lấy một chút gọi là đỡ đần thêm." Diệu Linh cầm phong bì và giật mình khi thấy số tiền lớn quá. "Chị ơi, sao chị cho em nhiều thế này thì em không dám." Mộc Miên nói: "Đừng câu nệ thế. Chị em mình gắn bó với nhau, buồn vui có nhau, thì bây giờ giúp được nhau cái gì thì phải giúp chứ. Em đừng ngại, biết đâu sau này lại có lúc em lại phải giúp đỡ chị. Cuộc đời là cái lợ đồng lần mà em." Diệu Linh nhìn Mộc Miên: "Chị cũng là người đẹp mà sao chị lại không bị ứng với câu hồng nhan đa chân nhỉ?" Mộc Miên bật cười: "Chị đâu có đẹp, em là hoa hậu cơ mà. Chị chỉ là á hậu thôi. Trong cuộc thi hoa hậu, á hậu chẳng có giá trị, chẳng có ý nghĩa gì. Nó cũng như một giải khuyến khích, giải an ủi thôi. Giống như bóng đá ấy, hai đội đá với nhau thì chỉ có một đội thắng thôi chứ. Đội kia dù có phong cách chơi hay bao nhiêu, dù có nhiều ngôi sao đi chăng nữa mà thua thì cũng chẳng có ý nghĩa gì." Chị luôn ý thức được một điều về bản thân mình: lúc đi thi là tham gia do hãng mỹ phẩm kia tài trợ, được thì tốt mà chẳng được thì thôi. Chị cũng chẳng mất gì, nhưng có một điều chị khác em, đó là chị biết mình đang đứng ở chỗ nào. Diệu Linh thở dài: "Em không biết rồi số phận em sẽ thế nào nữa." Mộc Miên triết lý: "Nhiều người nói đàn bà như đôi giày mới ấy, người có đôi giày mới thì rất giữ gìn, đi rón rén cẩn trọng, nhưng đã một lần dính vào tí bùn, đôi giày bẩn đi một chút thì rất ít người biết tháo giày ra để rũ cho sạch, mà cứ thế đi tiếp và dẫm bạt mạng. Đàn bà là thế em ạ, nhưng chị nghĩ rằng sau lần này thì em sẽ bình tâm trở lại. Chị chỉ khuyên em một điều, em làm gì thì làm, nhưng phải nghĩ đến cậu Quân. Cuộc đời em phải trả ơn cậu Quân nhiều lắm."
Diệu Linh gật đầu, vâng, em hiểu điều ấy. Diệu Linh và Mộc Miên đang ngồi nói chuyện với nhau thì Phương Lan đến. Cũng với nét mặt hốt hoảng, Phương Lan nói, Linh ạ, từ sáng đến giờ xôn xao về việc cơ quan công an điều tra về vụ bê bối của cuộc thi Hoa hậu vừa rồi, không biết họ nhận được đơn tố cáo những gì. Mộc Miên, có đơn tố cáo về người đẹp thân thiện, người đẹp được bình chọn qua mạng và việc ban giám khảo ăn tiền. Người ta nói rằng cuộc thi này là cuộc thi mà chưa đi thi đã biết ai sẽ trúng. Phương Lan nói thêm, em nghe nói là không phải chỉ có thế. Có báo còn phanh phui ra vụ trước đêm chung kết các người đẹp đi với các đại gia đến 4-5 giờ sáng mới về, chỉ có Mộc Miên, Diệu Linh và một cô nào nữa là không đi. Diệu Linh nói, à đấy là bạn Thúy. Ba chị em tớ ở một phòng, hôm đó nhận được lời mời đi ăn cơm, nhưng chẳng hiểu tại sao ba chị em tớ không đi. Mộc Miên nói, chẳng qua là ngày hôm đó đi nhiều nên mệt quá, mấy chị em rủ nhau đi ăn bát phở rồi về lăn ra ngủ. Vì mình tắt máy điện thoại nên họ không gọi được, nhưng mà họ đi chơi với các đại gia đến 4-5 giờ sáng thì có vấn đề gì? Phương Lan cười nhạt, nói chuyện củ khoai, toàn sinh viên 18-19 tuổi, đi thi người đẹp mà lại đi với đại gia đến 4-5 giờ sáng, thế chẳng lẽ vào hội trường rồi ngồi đọc báo à? Mộc Miên thốt lên, nói thật là bây giờ có các vàng để thi hoa hậu, chị cũng không đi, hai lần là sợ lắm rồi. Diệu Linh, còn chị dám đi thi đến hai lần, em thì chỉ một lần là sợ lắm rồi. Ba người vừa nói đến đấy thì có một đám nhà báo xông vào. Một phóng viên hỏi, ôi may quá, lại gặp Hoa hậu Diệu Linh ở đây, xin Hoa hậu cho chúng tôi phỏng vấn một vài câu được không? Diệu Linh bây giờ đã có kinh nghiệm đối phó với báo chí nên cô nói bình tĩnh, mời bạn vào đây, bạn ở báo nào vậy? Cô phóng viên nói luyến thoáng và đặt ngay máy ghi âm lên bàn. Diệu Linh cảnh giác nhìn máy ghi âm và nói, này, bạn chưa biết tôi đồng ý trả lời hay không mà đã đặt máy ghi âm, sao lại có kiểu làm ăn kỳ lạ thế? Cô phóng viên cười, giọng nói có vẻ sức sược, tôi nghĩ rằng trả lời thì sẽ có lợi cho chị thôi. Diệu Linh mỉm cười nhã nhặn, thế à, vậy tôi sẽ chọn cách không có lợi cho tôi, đó là tôi không trả lời điều gì cả. Cô phóng viên bật máy ghi âm và nói, chị có biết thông tin gì về vụ bê bối của cuộc thi Hoa hậu vừa rồi không? Diệu Linh lắc đầu, cho đến giờ thì tôi chưa biết gì cả. Cô phóng viên lại hỏi, nếu như việc chạy các danh Hoa hậu có liên quan đến chị thì chị nghĩ như thế nào? Diệu Linh nhìn cô phóng viên, thế tôi hỏi lại bạn một câu này nhé. Cô phóng viên nói, vâng, chị cứ hỏi. Diệu Linh, nếu như tôi hỏi lại cô rằng có phải cô hỏi tôi câu hỏi này với mục đích tống tiền thì cô nghĩ như thế nào? Cô phóng viên đỏ mặt, không, em không có ý như thế, nhưng bây giờ dư luận đang đồn đại về chị rất nhiều. Diệu Linh nói, chị viết báo thì phải trung thực, chính xác, nếu có tài liệu, có đủ chứng cứ thì hãy viết, tôi không cần xin chị nửa câu. Còn nếu như chị viết xúc phạm đến tôi mà không đủ chứng cứ thì tôi sẽ kiện chị ra tòa. Bây giờ mời chị về, tôi không muốn làm việc với chị. Cô phóng viên đỏ mặt, khiếp, người đẹp gì mà khó tính thế. Cái lúc cần khó tính thì lại dễ quá, bây giờ thì lại khó tính. Phương Lan nhìn cô phóng viên kia, này em làm báo được mấy năm? Cô phóng viên trả lời, em làm báo được hơn một năm rồi. Thưa quý vị và các bạn, phóng sự điều tra chuyện dài kỳ Hồng Nhan Đa Truân xin được tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở kỳ tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.